Rồi chào anh em nha, 4 giờ chiều rồi nha anh em. Rồi video này em lên sóng với anh em một tí phụ tùng quay tháng 110 hàng rã xe. Hàng cũng khá là ok đẹp á anh em ha. Video này em hậu lên sóng với anh em một bộ lửa quay tháng 110. Lửa này cũng khá là ok nha, đẹp đẽ ngon nghẻ nha. Lửa quay 110 Thái đời 2000. Một cái đầu bò quay Thái 110 đời 2000 rất là đẹp luôn. Bao lên xe nha anh em. Zin nha, mới rã lần đầu. Bán cái lồng cho anh ta, còn cái đầu một cái đùm sao 99 luôn má. Đẹp nha, đùm này sơn zin hơi bị khét ha. Đùm này sơn zin khét cả anh em. Phía sau sớm rửa sương sương rồi, phía sau còn đóng đá 99 nữa nè. Tặng bua là như mới luôn nha anh em. Đùm này khét đẹp nha. Nguyên cái đùm má 99. Bộ căm đĩa theo xe. Một cái đùm đĩa 2000, một miếng đĩa và một cặp niền đĩa 2000 trùng 3 mã luôn. Rồi, ok, không mất thời gian của quý anh em vào chi tiết luôn. Bộ lửa quay Thái 110 đời 2000, bộ lửa này em bán cho anh em giá 1,5 triệu, bao gồm những món như sau. Một cộng sơn đề theo xe, còn mực xanh xanh. Đẹp. Thằng lằn cha, thằng lằn con. chặn dây cuộn lửa gắn cái nắp lửa đó, đẹp nha. Hai ốc bắt cuộn lửa vô nắp lửa. Chặn dĩa đề và ốc bắt chặn dĩa đề. Kẹp dây kích. Bàn ốc bắt kích. Ok. Cuộn lửa đây. Cuộn lửa, đúng lửa 2000 KGD ha. Cuộn lửa, dây đồng đậm ha. Còn rất là ok nha anh em, bao anh em là lửa mạnh đèn sáng. Bao anh em lên xe nó có mã là 0220. Bao lửa mạnh đèn sáng nha, bao xài nha. Kích là KGD chữ nhỏ. Dây dắt nghiêm chỉnh, không đứt nối. Chỉ về gắn lên xe là xài thôi, không làm gì thêm. Dĩa đề. Bao đẹp. Bao không có bị giận và không có bị chảo bi. Còn rất đẹp nha. Ủ siêu đẹp luôn. Ủ là siêu đẹp luôn. Chưa một lần tháo ra nha. Viền chưa đá luôn nha. Viền chưa đá luôn nha. Bi cực kỳ phê nha. Chung bộ lửa này bi với ụ rất là đẹp nha. Cái ụ này cũng quan trọng lắm nha anh em. Xào cũng xào cho nó đó. Bi đều đó. Qua lăng là ok luôn nha anh em. Mặt trong là không có cọ gì hết nha. Không có cọ một miếng nào nha anh em. Còn rất là đẹp ha. Bên ngoài thì nói chung là tầm hàng khá. Em bán giá 1,5 triệu. Ngày 16 tháng 6 năm 2000 Mitsuba. Qua lăng còn khá là vàng đẹp á. Đấy. Còn khá là vàng đẹp ha. Em bán giá 1,5 triệu ha. Anh em có xài ủng hộ em nha. GF4413 đời 2000 nha anh em. Khá là đẹp ha. 1,5 triệu. Bộ này 1,5 triệu là hoàn hảo ha nè. Chung ốc tán được nó rất là đẹp. Đó. Thì những cái chi tiết ốc này bây giờ thì em sẽ thảy vào trong này để tránh nó bị thất lạc anh em ha. Để giao cho anh em ở công nó đừng có bị thiếu đồ, anh em vậy kiếm lắp không có. Ok anh em ha. Rồi cho cuộn lửa lên đây, xong một món. Tiếp theo em có một cái đầu bò quay Thái 110, còn dính luôn ron co xăng và co xăng quay Thái 110 đời 2000. Tình trạng rất là đẹp. Bao lên xe, bao êm, bao xài. Ít tăng đa. Mới tháo lần đầu. Nước nhôm là cực kỳ nha. Nắp tròn còn keo luôn. Nắp tròn trắng mịn còn keo. Nước nhôm nè. Sửa nhìn đẹp ha. Nè, ron co xăng là còn tươi rối nha anh em. Đấy, ron co xăng theo xe nha. Ốc co xăng chưa mở nha anh em. Cái co xăng nó đóng đát 201 anh em. Cái dạng chắc anh em nghĩ cái dạng nó giao thời quá. Đầu ET5. Đầu ET5. Nó đầu ET5. Nắp cò đồ là vuông vứt hết ha nè. Cái ron cờ đáng lý ra nó còn luôn nè, mà nó bị cấn bị gãy nè nè. Bị cấn gãy chút xíu, thấy không?
Ron ok lắm nha anh em. Ron nắp tròn, ron cánh bướm, ron bốn lỗ rồi còn hết. Đó, nước nhôm đẹp ha, nước nhôm sáng đẹp, mộc mạc. Ốc nắp cánh bướm rồi ốc sỏ cam đồ đẹp hết ha. Chân buri là zin. Đó, nguyên cái F6 FM này nha anh em, chân buri zin, không có lên cót, không có gian răng lỗ buri ha. Đó, cái chảo này cũng tương đối sạch, xe này đi không có nhiều đâu. Hai cùi xong cổ bô vẫn còn nguyên, không bể mẻ cánh gió ha. Bao anh em lên xe nha, bao cam cò đẹp. Đầu lòng này, cái đầu này bán giá 2,5 triệu nha anh em. Còn anh em mua lẻ, vỏ đầu báo giá cho anh em luôn. Vỏ đầu này em bán dưới giá là một cái vỏ. Cái vỏ đầu nếu mà không có co xăng đó nha, là 1,2 triệu. Co xăng là 200 ngàn. Là luôn phíp đen đầy đủ nha, có phíp đen đầy đủ nha. Còn cam cò là em bán là 1,2 triệu. Đó, cam cò này là bao đỉnh rồi, miễn bàn. Anh em xài liên hệ em nha. Nguyên cái đầu như vậy là 2,5 triệu. Bao êm. Tiếp theo, đây à, em có một cái đùm sau quay thái 110 đời 99, đùm và má đùm đúng đá 99 luôn nha. Cái đùm sau này em bán giá 2 triệu, sơn zin không qua dặm tuốt. Nói chung là nó đẹp ở mức độ là vô xe tầm khoảng, nói chung là cặp, đây là một cặp bánh nè anh em. Đây là một cặp bánh em rã ra, để em rã ra em kiểm tra niền đồ này nọ, sẵn em rã ra em bán luôn. Tại vì cũng có khách hỏi đùm sau đó, thì cái đùm sau này là luôn má đùm đúng đời 99 luôn ha. Đùm 99 luôn em bán giá là 2 triệu ha, không có bớt nha anh em. Tại giá này đúng đồ 99 vậy em bán giá này là rẻ lắm rồi. Tại cái má đùm mà sơn zin đúng đời 99 vậy, giờ thời điểm này anh em cầm đi mua hơn 1 triệu rồi nha anh em. Anh em cầm bây giờ nó thiện với anh thẳng với anh em kiếm cái đùm sau 99 giờ cũng khó lắm. Cái đùm trao sau 99 mà sơn zin đẹp vậy giờ khó lắm nha, nên là mong anh em thông cảm ha. Đúng đời 99 nè, đây ha, đúng đời 99 ha, G gặp 99 ha. Đó, cái đùm sau mà giờ anh em đi kiếm cái tăng bua mà nó còn dày cui như vậy giờ khó kiếm nha anh em, chứ không phải dễ nha. Tăng bua bao anh em không sọc rồi, sớm em mới rửa xương xương rồi nè. Tăng bua dày cui luôn nè, thấy không? Đó, tăng bua zin của người ta đó. Bật đạn là bao anh em không có lỏng lưng gì ha. Bật đạn này là theo xe luôn nha anh em, bật đạn này theo xe luôn nè. Đạn hai bên là theo xe hết. Mặt sau này có đóng đá 99 nè anh em, ngày 15 tháng 7 năm 99. Bên này nó dính đất giờ em chưa rửa kỹ nữa. Nói chung là cái đùm này là sơn zin đẹp anh em, chỉ có dấu bắt câm thôi. Nhưng mà dấu bắt câm thì khi anh em mình bắt câm thì nó đi theo lằn cũ nó che lại rồi. Mấy dấu bắt câm này anh em, đó, tại đùm rã xe mà thì nó phải có dấu bắt câm rồi. Đó, thì khi anh em mình bắt câm vô xài thì nó che lại mất tiêu rồi. Đó, lỗ bắt câm là bao anh em không có quịch một lỗ nào nha, lỗ bao đẹp nha anh em. Sơn zin cực kỳ đẹp, bên đây là không nổ miếng nào nha. Bao anh em không lỏng lưng. Tăng bua là cực kỳ whip nha. Đúng đùm quay 110 THM Mazda 111 TCT, đúng đời 99. Sơn zin đẹp miễn bàn nha, không một lỗi lầm. Đùm ba rảnh, đúng quay 110 Thái đời 99, sơn zin đẹp miễn bàn. Không tì vết. Này tay em dính giờ bóc vô. Đó, cái má đùm nè, má đùm sau 99 này thì nói chung anh em ta kiếm nhiều lắm. Ngấn thấp nè anh em, ngấn thấp và có con ốc bắt, ốc bắt chổi má đùm, còn vàng ché nha. Đó, chỗ này em có chét mỡ bò vô đừng cho nó nổ. Đấy, sơn zin đó, nhìn thẳng băng không, phê không? Bách thắng zin theo xe rất là mộc ha, mũi tên đầy đủ ha. Đó, cặp đùm này em bán giá là 2 triệu. Bố thắng này là bố hãng, vậy anh em xài luôn. Còn gì cui à, bố hãng, vậy anh em xài luôn ha. Tại bố thắng còn xài ngon em mới không bỏ, thôi là em bỏ rồi nha anh em. Đấy, em bán như vậy là 2 triệu. Đúng một cặp của nó, đùm má đùm và đùm đúng 99. Anh em nào chơi đòi chuẩn chỉ phải 99 cho anh thì đây. Đó, đúng tịch cho anh em chơi, 2 triệu bạc. Đó, mấy cái này sơn bạc nó đẹp thì khi mà gói hàng cho anh em gói chống sóc kỹ, anh em an tâm nha. Hàng đẹp nó có giá đẹp anh em. Tiếp theo, em có một bộ cam đĩa cũng rã trên cái cặp bánh này xuống nè. Bộ cam này em bán giá 2 triệu nha. Cam này đẹp à, đây là cam sao. Bộ cam này em bán giá 2 triệu. Thì nhiều anh em nói ủa sao cam tồn em bán giá 2 triệu, cam này ừ em bán vậy đó. Tồn nó ở cái phân khúc của tồn nó khác, còn theo xe là khi anh em cần
Khi anh em chơi thí dụ xe của anh em nó mọc ở cái tầm này, bây giờ anh em vô căm tồn rồi sao coi, bắt buộc anh em phải chơi căm dạng này. Mà căm dạng này thì tháo xe lâu lâu mới có một lần chứ đâu có hoài. Đó. Bộ này là không xét một cây nha anh em, căm là còn đẹp cực kỳ, cái chân nó vàng luôn nè, chân còn vàng căm sau nè anh em. Đó. Chân còn vàng khè, đầu căm dấu trừ hết nha anh em. Nguyên nhân mà có một số đầu nó bích á, cái này không có bình thường anh em, khi mà siết siết đầu dưới này chứ đâu có siết đầu trên. Đó, đầu căm là còn vàng khè nha anh em. Ừ. Tại vì anh em biết sao nó bích đó là nguyên nhân nè, người ta sơn niền, cặp niền này người ta sơn nè, rồi người ta quấn băng keo thêm nữa nè. Cặp niền này là không một lũng trùng ba mã luôn nha anh em, không rơm xi luôn. Tí xíu anh em quay với anh em. Em chưa có rửa gì hết, xả ra xong xuôi là bắt đầu kiểm tra này nọ lại kỹ càng, bắt đầu là lên sóng với anh em luôn. Căm là bao đẹp. Ngà ngà vàng vàng nhìn rất là dâm anh em. Đây là bộ căm sau ha. Bộ căm này thắng đĩa nha anh em. Căm theo xe thắng đĩa, đẹp vậy cũng quý lắm nha anh em. Căm trước nè nè. Không xét một cây nha, bao anh em luôn nha, không xét một cây nào nha anh em. Cái đầu vàng vàng nè anh em thấy không? Căm quay 110 nó hay vậy đó anh em ơi. Có những cây căm nó xét cái thân luôn anh em mà nó không hư cái chân là không. Chân nó cứ vàng vậy đó. Đó. Đúng căm quay thái 110, không đúng đền 1 là 100. Bao anh em là đẹp nha. Nói chung bộ này bây giờ vậy cũng khó kiếm rồi nha anh em. Trước bộ sau em bán giá là 2 triệu, đúng quay 110 thắng đĩa. Anh em nào chơi xe mộc thì liên hệ em. Bộ trước bộ sau này 2 triệu, căm đẹp lâu lâu mới có một lần, căm theo xe chứ đâu có hoài, mà đâu phải bộ nào anh em cũng lựa được nguyên vẹn đâu, nhiều khi nó xét nó hư nữa. Tiếp theo nha anh em, tiếp theo mình lên sóng với anh em một cái đùm đĩa, đùm đĩa trước quay thái 110 đời 2000, hàng tháo xe sơn zin, không qua dặm tốt nha. Thì nó cũng có dấu bắt cầm nha nè, nó cũng có dấu bắt cầm đó, nó có dấu bắt cầm, nó cũng có dấu bắt cầm. Sơn zin khi mà bắt cầm lên thì nói chung là nhìn cũng ok lắm nha anh em. Sơn zin khi mà bắt cầm xong rồi nhìn cũng ok lắm, tại vì khi mà anh em gỡ ra thì nó có dấu bắt cầm, anh em nhìn không có được mướt mắt, nhưng mà khi anh em bắt cầm vô rồi nhìn rất là ok. Phe gài cốc km là còn nguyên anh em ha. Đó, bật đạn là bao anh em, đùm trước là không có lỏng lưng đâu anh em, khỏi hỏi. Ở đây có nổ nhẹ nè anh em ha. Có sai em nói vậy nha. Đùm đời 2000 nha anh em. Đây đóng đắt 2000 nha anh em, 00. 00. THM nè nha anh em, THM nằm giữa nè nha. KC6 TCT nè, có 5 ốc 5 con tán bắt đĩa nè anh em. Cái đùm này em bán cho anh em với giá là 1.200.000, vậy anh em xài luôn khỏi mất công sơn lại anh em. Bắt cầm vô xe mộc luôn. 1.200.000. Miếng đĩa theo xe, miếng đĩa này đúng theo xe nè, vì cui luôn. Cái lồng còn màu sơn rất đẹp anh em. Cái lồng mà màu sơn còn bao đẹp luôn. Màu sơn còn ống ánh luôn. 3mm min.th. Nó Sunstar. Vì cui. Cái đường này nè anh em, nó vẫn còn nước sơn chưa mất luôn nè. Chưa có lạng gì nha anh em, bằng trang à. Miếng đĩa này còn đẹp khoảng 80% á. Miếng đĩa này anh em nào lấy em chia lại anh em 600.000 nha. Nói chung là anh em xài còn ngon lành cành đào lắm nha anh em. Anh em tiết kiệm cũng được mấy trăm ngàn á. Miếng đĩa đi mua miếng đĩa thái mới thì cũng có chịu ngoài nha anh em, phải chịu quá. 600 nha anh em. Sơn zin còn bao đẹp luôn. Tiếp theo nữa em chào bán cho anh em một cặp niền quay thái 110 đời 2000. Thắng đĩa trùng 3 mã trước sau. Cặp niền này em bán cho anh em dưới giá là 4.500.000. Không rơm xi, không một lũng, không có bị lỗi lầm, nói chung là đẹp không lỗi lầm đó. Em bán 4.500.000. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Cầm này quá phê luôn. Chung em quay nó hơi bị ngược sáng, bây giờ anh em nhìn không phê. Chứ ra đây anh em nhìn hơi bị lọc quá. Oh.
Đây, gạch liền đó. Trùng 3 mã liền theo xe nha anh em. Không một lũng. Niền này người ta đã sơn nè, sơn ở bên trong là người ta sơn một lớp rồi sau người đó người ta quấn băng keo lại. Đó. Xài tới đời chết luôn, chưa mục nổi nó nữa. Xấu lọn nước chưa nổi đâu một. À, đúng cặp niền theo xe chữ nó to đùng luôn. Niền theo xe với niền tồn thứ 1 chữ kẻ 1. Siam Goshi 17 × 1.2.4 DQW. Siam Goshi 17 × 1.4.4 DQW luôn. Trùng 3 mã ha. DQW trước và DQW sau thì chỉ có niền thắng đĩa mới trùng 3 mã được nha anh em. Và mã Q này là hiển thị mã 2000, mã P là 99, mã R là 201 và mã S là 202. Đó. Anh em nhớ nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quay từng cái cho anh em. Đầu tiên là mình quay cái niền sau trước. Anh em ưng thì anh em chơi. Siam Goshi 17 × 1.4.4 là niền sau ha, DQW. Đây thì cái niền sau đúng niền theo xe thì cái chân vòi nó sẽ nằm ngược chiều với cái chữ, nằm ngược về đây. Đây, lỗ chân vòi đây. À, lỗ chân vòi bắt đầu mới lên đây rồi mới tới cái chữ là chính xác. Đó. Rồi, cái niền này thì em cho anh em coi nè, nước xi rồi này nha. Đây, ở bên trong là bao anh em luôn nha. Không có một lũng gì chân á, tại vì người ta rất là kỹ, người chủ xe người ta kỹ. Cặp niền này em gã ở trên cái con xe mà cặp bánh này nè, em gã trên cái con xe mà xanh đen châm ngoài cũ đó. Em coi cái niền của nó là nước xi nè. Bao anh em là nước xi còn về cui nha, em chưa đánh, chưa rửa, chưa chùi gì hết, chưa có miếng rơm luôn. Em quay từng cái anh em cứ tham khảo cho kỹ. Chưa có hiện lên một cái đốm rơm xi nào luôn nha anh em. Đó. Đây, nghiêng cho coi luôn nè. Không có rơm, không có yếu gì luôn nha. Em bán 4,5 triệu. Không bớt. 2000 mà trùng 3 mã giờ vô gặp cặp niền tồn là 8 triệu khỏi nói nhiều. Đó. Niền tồn muốn có luôn, muốn thắng đùm hay thắng đĩa, 2099 thắng đùm thắng đĩa, 201, 202 gì có hết. Chỉ cần anh em có tiền, chỉ cần anh em có tiền, anh em giờ anh em ho một tiếng thôi, hậu ơi, lựa cho anh một cặp niền 99 thắng đĩa hay là 99 thắng đùm, hay là 2000 thắng đùm hay là 2000 thắng đĩa, có tiền là có hết. Không có thiếu đồ chơi cho anh em, căm tồn có luôn. Để tối đi mình lên căm tồn cho anh em. À, xi là bao đỉnh cho anh em nha, không có miếng rơm là gì nha. Tới cái niền trước nè. Muốn cái thứ gì chịu anh em cái thứ nấy, dùng thứ ba cái niền cái gì không có, cái niền thì bao la. Siam Goshi 17 × 1.2.4 DQW. Đó thì thằng này thắng đĩa mới niền trước mới W ha. Nếu mà chỗ này chưa hết là thắng đùm ha. Thì cái chân vội nằm cách xa xa nè, ở đây nè. Rồi mới tới cái chữ. Đó ha. Rồi bây giờ cho coi nước xi luôn. Nghe chân vội nè, coi thoải mái. Xi bao dày cui, không rơm, không mục, không lũng. 4,5 triệu. Đó. Nói thẳng cho anh em luôn đó, chỉ cần anh em có tiền anh em nói một tiếng thôi, lựa anh một cặp niền tồn hay là theo xe 2099 gì chơi được hết trơn á, điệu nào cũng nhảy với anh em được hết đó, nói thẳng luôn. Bao đủ thứ, cặp này bán 4,5 triệu không bớt. Còn anh em muốn niền tồn 2000 trùng 3 mã có luôn, 8 triệu. Cặp này nếu mà vô nò niền tồn trùng 3 mã là 8 triệu. Để tối đi, tối em lên với anh em một cặp 2000 tháng đùm. Cặp này 2000 tháng đùm mới rửa xong nè. Cặp này thì nó như tồn luôn nè. Thấy không? Cặp này là 2000 tháng đùm CQS. Cặp đùm của nó nè, tối lên sóng với anh em luôn. Đùm nó cái lòng đẹp như cái đùm tồn nữa nè. Cặp này tối lên sóng với anh em luôn sao. Rồi, video này kết thúc, chào anh em nha. Anh em cần hú. Cầm đĩa là thấy gì rất đẹp nha anh em. Màu còn khoai lắm, nói chung anh em nhìn ngoài đẹp hơn trong video nhiều. 2 triệu trước sau. Chơi hú em ha. Rồi chào anh em nha, vô gói dinh cho anh em vài đơn hàng nữa coi.